Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào đề số 5 trong bộ đề thi cuối học kỳ 1 của môn toán lớp 2. Đối với phần đề này chúng ta có hai phần, thứ nhất là phần trắc nghiệm và thứ hai là phần tự luận. Trước mắt của các em đây đó là phần trắc nghiệm, các em có thể dừng video và giảng lại. Các em làm phần trắc nghiệm, sau đó các em đối chiếu với phần trắc nghiệm của cô. Như vậy bây giờ cô bắt đầu đi chữa cái phần trắc nghiệm này nhá. Câu số 1, đồng hồ chỉ 18 giờ. Vậy kim dài chỉ số chấm chấm chấm, kim ngắn chỉ số chấm chấm chấm. Như vậy 18 giờ tức là lúc đấy là 6 giờ chiều, đúng không ạ? 6 giờ thì kim dài nó sẽ chỉ số 12 và kim ngắn nó sẽ chỉ số 6. Vậy đáp án đúng chính là đáp án B, các em khoanh vào đáp án B. Câu số 2, các số tròn trục lớn hơn 45, nhỏ hơn 63 là. Số tròn trục lớn hơn 45, nhỏ hơn 63 nó có hai số, đó là số 50 và số 60. 50 và 60 đáp án đúng chính là đáp án B. Chú ý người ta hỏi số tròn trục đúng không ạ? Lớn hơn 45, nhỏ hơn 63 thì có số 50 và số 60. Sang câu C, các số 28, 37, 46, 52 viết theo thứ tự từ lớn đến bé. Từ lớn đến bé thì số lớn nhất sẽ là số 46. À xin lỗi các em, số 52. Số 52 là số lớn nhất. Sau đó đến số 46, rồi đến số 37, đến số 28. Đây, từ lớn đến bé. Đấy, là nó sẽ là 52, 46, 37, 28. Kem đối chiếu đáp án thì chúng ta thấy đáp án đúng ở đây chính là đáp án C, 52, 46, 37, 28, đúng không ạ? Khi đọc đề, kem chú ý người ta hỏi theo thứ tự từ lớn đến bé hay thứ tự từ bé đến lớn để kem khoanh. Câu 4, Hoa và Hồng có 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì hai bạn còn lại số truyện tranh là bao nhiêu quyển? Ở đây người ta bảo cả hai bạn là có đi 22 quyển, đúng không ạ? Lấy bớt của Hồng 5 quyển thì hai bạn còn bao nhiêu? Như vậy các em lấy 22 quyển này này. Trong 22 quyển bây giờ chúng ta lấy ra 5 quyển, đúng chưa? Lấy ra 5 quyển của Hồng, như vậy có tổng là 22 trừ đi 5 quyển, 22 trừ đi 5, đúng chưa? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ còn 17 quyển. Các em sẽ lấy tổng số quyển này, các em trừ đi 5 quyển của Hồng thôi. Đây là tổng của hai bạn nhá. Chắc chắn bạn Hồng bạn ấy sẽ có nhiều hơn 5 quyển, đúng chưa? Mà mình cũng không quan tâm là mỗi bạn có bao nhiêu quyển cả. Mình chỉ quan tâm là cả hai bạn có chừng này. Bây giờ lấy bớt ra 5 quyển. 5 quyển trong số 22 quyển này đi. Như vậy lấy 22 trừ đi 5, kết quả của ta sẽ bằng 17 quyển. Đáp án B. Câu số 5. 6 dm 5 cm, kem đổi sang cm. Như vậy từ dm này, từ dm đổi sang cm thì kem sẽ nhân với 10, đúng không? Ta có 6 dm thì lấy 6, lấy phần số nhân với 10 thì bằng 60 cm. 60 cm cộng thêm với 5 cm ở đây nữa thì sẽ bằng 65 cm, được không? Đây này, cái này này, kem đổi ra cm thì bằng 60. 60 thêm 5 nữa bằng 65, đáp án D. Tiếp theo, số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 9 là số nào? Như vậy ở đây chúng ta xem này, các đáp án này, tất cả các cái đáp án ở đây người ta đều cho kết quả là đây là số có 2 chữ số, đúng không nào? Đây đều là số có 2 chữ số. Và tổng 2 chữ số này, 5 cộng 4 bằng 9, được chưa? 6 cộng 3 bằng 9, 7 cộng 2 bằng 9, 9 cộng 0 cũng bằng 9. Nhưng mà trong 4 số này, số nào là số lớn nhất? Số lớn nhất trong 4 cái số này mà tổng của nó, tổng của 2 chữ số bằng 9 thì cái phần tổng 2 chữ số bằng 9 thì cả 3, 4 cái đáp án này nó đều thỏa mãn là tổng 2 chữ số bằng 9 rồi. Vậy các em chỉ xem thử số nào là số lớn nhất trong số 4 số này thôi. Như vậy số lớn nhất đây chính là số 90. Vậy các em sẽ khoanh vào đáp án D. Bởi vì cái số
Trong các số này thì số 90 là số lớn nhất và nó thỏa mãn là tổng hai chữ số của nó bằng 9, tức là 9 cộng 0 bằng 9. Còn các số này này, nó thỏa mãn là tổng hai chữ số bằng 9, nhưng mà những cái số này nó lại bé hơn số 90. Sang câu số 7. Hình sau có số hình tam giác là bằng bao nhiêu? Các em phải đếm lên thử có bao nhiêu hình tam giác. Cô đặt đây là 1, 2, 3. Như vậy cô có tam giác bé 1 này là một tam giác này. Hình số 2 này một tam giác này, hình số 3 này cũng là một tam giác, được chưa? Số 1 cộng với số 2 cũng ra một hình tam giác này, tạo thành tam giác thứ tư này. Được chưa? Và số 1 cộng số 2 cộng số 3, ba hình này cộng với nhau là tạo thành một tam giác nữa, là tam giác thứ 5. Như vậy ở đây sẽ có 5 hình tam giác. Hình số 1 là một tam giác này. Hình số 2 cũng là một tam giác này. Hình số 3 cũng là một tam giác này. Hình 1 cộng với hình 2 tạo thành một tam giác này. Hình 1 cộng với hình 2 cộng với hình 3 tạo thành thêm một tam giác nữa. Các em lại đếm 1 2 3, đây là 4 này, hình tam giác thứ 4 này, hình tam giác thứ 5. Như vậy có 5 hình tam giác. Như thế là chúng ta đã vừa đi xong được cái phần phần trắc nghiệm. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tự luận. Bạn nào chưa xong, kem dừng một chút để làm cho xong. Phần tự luận đầu tiên, điền số thích hợp. Kem có thể dừng video để giảng lại để chúng ta làm, sau đó đối chiếu với phần bài chữa. Đây xem như là x, đây là số chưa biết. Cái ô trống này là x đúng không? Kem có thể đặt x này. X cộng với 45 bằng 77. Phải không nào? Số hạng cộng số hạng bằng tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, kem lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Như vậy lấy 77 trừ đi 45, kết quả bằng 32. 32. Như vậy cái ô trống này kem sẽ điền 32. Sang câu B. Cái ô trống này cô cũng đặt là x đi. Cô có 54 trừ đi x bằng 39. 54 trừ đi x bằng 39, đúng không? Đây là số bị trừ, số trừ, hiệu. Muốn tìm số trừ, các em lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Như vậy x bằng 54 trừ đi 39. 54 trừ đi 39 thì x sẽ bằng 15. X bằng 15. Như vậy ở ô này các em sẽ điền 15. Các ý sau các em cũng làm tương tự. Chưa biết thì em đặt x ra ngoài giấy nháp. Đấy, chưa biết thì chúng ta đặt x ra. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là gì? 25 cộng với x bằng 42. 25 cộng x bằng 42. Số hạng cộng số hạng bằng tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, kem lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Như vậy kem lấy 25 trừ đi 42. 25 trừ đi 42, kết quả sẽ bằng 17. 17. Như vậy ở ô này kem sẽ điền 17. Tương tự, 96 trừ đi x bằng 29. Số bị trừ, số trừ, hiệu. Muốn tìm số trừ, kem lấy số bị trừ, trừ đi hiệu, đúng không? Kem sẽ lấy 96, kem trừ đi 29. 96 trừ đi 29 bằng 67. Bằng 67. Đấy. Đây là số bị trừ này, số trừ này, hiệu này. Muốn tìm số trừ, kem lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Lấy 96 trừ đi 29 sẽ bằng 67. Bạn nào chưa xong, kem dừng một chút làm cho xong. Cô chuyển sang các ý tiếp theo. Ý E. Đây là phần đề tiếp theo, câu E, câu G và các bài từ bài 2 cho đến hết bài 4. Như vậy ở đây, bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng lại, làm, sau đó thì đối chiếu với phần bài chữa.
Câu E này, cái ô trống này cô đặt là x. X cộng với 29 bằng 62 trừ đi 25. Như thế thì ở đây các em sẽ thực hiện cái phép toán bên này trước. Cái phần chứa x này chúng ta chưa thực hiện, các em hạ xuống. Các em lấy 62 trừ đi 25. 62 trừ đi 25 thì sẽ bằng 37. 37. Như vậy đến đây chúng ta sẽ có số hạng cộng với số hạng bằng tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, các em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Như vậy lấy 37 trừ đi 29. Kết quả chúng ta x sẽ bằng 8. X bằng 8. X bằng 8, x chúng ta đặt x chính là giá trị của cái ô trống này đây. Như vậy ở đây cái phần ô trống này các em sẽ điền bằng 8 vào. Câu này các em cũng làm tương tự. Cái phần chưa biết này các em đặt là x. Được chưa? Trừ đi 29 bằng 12 cộng 29. Ở đây thì các em cũng thực hiện cái phép cộng này trước. X trừ đi 29 chúng ta chưa tính được, các em cứ hạ xuống đã. 12 cộng với 29 bằng 41. 41. Như vậy đây là số bị trừ, số trừ, hiệu. Muốn tìm số bị trừ, các em lấy hiệu, các em cộng với số trừ. Như vậy lấy 41 cộng với 29. 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. Như vậy sẽ bằng 70. 70, cái x này chính là cái ô trống này. Các em sẽ điền số 70 vào ô trống. Đấy, cái phần ô trống tức là cái phần chưa biết, các em đặt là x. Sau đó chúng ta chuyển về dạng tìm x để chúng ta làm. Tiếp theo chuyển sang bài số 2. Bài số 2 yêu cầu các em đặt tính rồi tính. Câu A. Đối với phần này thì các em sẽ đặt tính theo hàng dọc để chúng ta tính. Cô có 38 cộng 62. Tám cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 cộng 3 bằng 9, nhớ 1 nữa bằng 10. Kết quả đầu tiên bằng 100. Câu B. 72 trừ đi 25. Các em cũng trừ theo thứ tự từ phải sang trái. 2 không trừ được 5, các em mượn 1 phía trước, lấy 12 trừ 5 bằng 7. Trả 1 sang đây, 2 nhớ 1 nữa bằng 3. 7 trừ đi 3 bằng 4. Kết quả bằng 47. Câu C. 64 cộng 17. Các em cộng theo thứ tự từ phải sang trái. 4 cộng 7 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 6 cộng với 1 bằng 7, nhớ 1 nữa bằng 8. Kết quả bằng 81. Sang câu D. 100, các em trừ đi 47. Chú ý đặt phép tính cho đúng các em nhé. 0 không trừ được 7, các em mượn 1 phía trước, lấy 10 trừ đi 7 bằng 3. Mượn 1 nhớ đi trả 1 sang đây, 4 nhớ 1 nữa bằng 5. 0 không trừ được 5 thì lấy luôn 10 trừ đi 5 bằng 5. Kết quả bằng 53. Câu E. 82 trừ đi 48. Và câu G. 100 trừ đi 75. Các em đặt phép tính, sau đó đối chiếu với phần bài chữ của cô.
82 trừ đi 48. 2 không trừ được 8, kem mượn 1 phía trước. Lấy 12 trừ đi 8 bằng 4. Mượn 1 nhớ đi cả 1 sang đây. 4 nhớ 1 nữa bằng 5. 8 trừ 5 bằng 3. Kết quả phép trừ của chúng ta bằng 34. Cuối cùng 100 trừ đi 75. 0 không trừ được 5, kem mượn 1 ở phía trước thành 10. 10 trừ đi 5 bằng 5. Mượn 1 nhớ đi cả 1 sang đây. 7 nhớ 1 nữa bằng 8. 10 trừ đi 8 bằng 2. Kết quả của ta bằng 25. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài 2 đặt tính đổi tính. Bạn nào chưa xong có thể dừng một chút để làm cho xong. Cô chuyển sang bài 3 là bài tìm x. X cộng với 28 bằng 41. Đây là số hạng cộng số hạng bằng tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, kem lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Như vậy, x bằng tổng trừ đi số hạng đã biết. Kem lấy 41 trừ đi 28. 41 trừ đi 28, x bằng 13. Tiếp theo, 32 trừ đi x bằng 16 cộng với 7. Khi kem gặp dạng này, thì kem phải tính cái kết quả của cái phép cộng bên này trước. Cái phần này chưa tính, kem cứ hạ xuống. 32 trừ đi x, chưa tính thì hạ xuống. 16 cộng với 7 bằng 23. Đấy, tính phép cộng này. Như vậy chúng ta đã đưa về dạng là tìm số trừ khi biết số bị trừ và biết hiệu, đúng không ạ? Số bị trừ này, số trừ, hiệu. Muốn tìm số trừ, kem lấy số bị trừ, kem trừ đi hiệu. 32 trừ đi 23, như vậy x bằng 9. Câu C. 89 trừ đi x bằng 36. Đây là số bị trừ, số trừ, hiệu. Muốn tìm số trừ, kem nhớ công thức chưa? Chúng ta sẽ lấy gì? Số bị trừ, trừ đi hiệu. Như vậy chúng ta có 89 trừ đi 36. 89 trừ đi 36, x bằng 53. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tìm x. Sang nhạc bài cuối cùng, bài 4 là một bài toán giải. Bạn nào chưa hoàn thành xong các bài trên, kem dừng một chút để làm cho xong. Sang bài tập số 4 như sau. Mẹ vắt được 57 lít sữa bò. Chị vắt được ít hơn mẹ 33 lít sữa bò. Hỏi, ý A là chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò? Câu B, ở nhà có tất cả bao nhiêu lít sữa bò? Như vậy, trước tiên, kem phải tìm số lít sữa bò chị vắt được, đúng không ạ? Bằng cách lấy của mẹ này, trừ đi 33 thì sẽ ra được số lít chị vắt được. Ở nhà có bao nhiêu lít sữa bò? Thì kem sẽ lấy số lít sữa bò mà mẹ vắt được cộng với cái đáp án của câu A là số lít sữa bò mà chị vắt được thì sẽ ra được có tất cả bao nhiêu, đúng không nào? Như vậy câu A này, chị vắt được số lít sữa bò là, hoặc là số lít sữa bò, số lít sữa bò chị vắt được. Kem sẽ lấy tổng 57
Kem trừ đi phần ít hơn, tức là trừ đi 33. 57 trừ đi 33, vì là đây là mẹ đúng không ạ? Chị ít hơn mẹ 33 lít, vắt được ít hơn 33. Như vậy chúng ta lấy số lít sữa của mẹ vắt được trừ đi 33 thì sẽ ra được số lít sữa bò chị vắt sẽ bằng 24 lít. Mẹ vắt được chừng này, chị vắt được chừng này. Như vậy ở nhà có tất cả số lít sữa bò là 'em sẽ lấy số lít sữa bò mà mẹ vắt được, 'em cộng với số lít mà chị vắt được. Đấy, 57 cộng 24, 7 cộng 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1, 5 cộng với 2 bằng 7, nhớ 1 bằng 8. Như vậy ở nhà có tất cả 81 lít. 81 lít sữa này là do mẹ với chị vắt đúng không nào? Lít. Lít cô viết ký hiệu, viết tắt nó cho chữ L này. Đáp số. Câu A là 24 lít. Câu B 81 lít. Như vậy là trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong cái đề thi cuối học kỳ 1 của môn toán lớp 2 đề số 5. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh, các em hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video ở dạng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.